thấy không khí mùa xuân chưa? Nay dưới là 15 tây ha, thì ở nhà bắt đầu là lặt lá mai rồi. Có một anh ngồi múc ở trên để lặt cái ngọn ở trên nè. À, quy động hết gọi là nhân sự của nhà ở các bộ phận luôn ra đây lặt hết. Nãy giờ ở đây mọi người nói là từ lúc mà mình làm YouTube là xiên lắm, việc nào ở nhà cũng dành làm hết trơn á. Nãy mình mới dịch lên cái rớt cái nụ luôn. Giờ mình lặt lá mai á là mình phải kéo xuống vậy. Lý do Tết mệt á là tại vì người Việt Nam mình là có những cái công việc là chỉ Tết mới làm đúng không? Nhiều khi 28, 29 bày ra quýt bài là thấy hết Tết luôn rồi, thua sạch sẽ luôn. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, thấy không khí mùa xuân chưa? Nay dưới là 15 tây ha, thì ở nhà bắt đầu là lặt lá mai rồi. Đây là một trong hai cái cây mai mà lớn nhất của nhà. Bạn thấy là muốn lặt là phải bắt cái thanh ngang qua nè. Có một anh ngồi múc ở trên để lặt cái ngọn ở trên nè. Ha. Còn ở đây là quy động hết gọi là nhân sự của nhà ở các bộ phận luôn ra đây lặt hết. Ê, nụ niết luôn nè. Này năm nay chắc thấy nụ nhiều không anh Thơm? Nhiều lắm. Nhiều lắm ha. Mà không biết có đúng ngày hay không. Mấy năm thì cũng hên xui, ổng trời mà ổng giả cơn mưa thì là nhiều khi ra sớm luôn các bạn. Nhiều khi có năm hình như là em nhớ là em chụp cái lúc mà cây mai nó đẹp nhất là em chụp hình khoảng như 30 Tết á. 30 Tết là nhiều khi mai nó nở tét lét rồi, lúc đó lo thay đồ vô chụp hình cho đẹp chứ còn xuống mùng 1 nó rụng bớt rồi. Thôi lát mình làm cây trên kia đi. Cây kia. Cây kia mình ăn mình. Ok bạn, trên này có mấy cây lặt rồi. Đây có mấy cây hôm qua lặt rồi. Bắt đầu lặt từ ngày hôm qua. Bắt đầu từ lặt ngày hôm qua là ngày 14 âm á. Đó là hôm qua lặt được 3 cây này. 1 2 3. À, cái này cũng xịn sò nè. Lặt còn xương không à. Cái nụ. Mình thì mình thoái cái cây mai mà nó gọi là nó bông kín mít luôn, đừng có lọc, đừng có lá. Lá vô nó nhìn nó che mất cái bông đi, nhìn nó không đã. Có năm mấy cây này bông dữ lắm. Bông phui luôn. Giờ lặt ra hết nhìn nó phê ha. Để tới lúc nó chỗ bông sẽ quay clip tiếp cho các bạn coi. Đó. Thời tiết hôm nay lại nói là như Đà Lạt luôn. Trời âm u mát mẻ, gió hiu hiu luôn. Bạn thấy cây thiên tế của mình á, hôm bữa về là chưa có lên mấy đọt này ha. Hôm nay là ở đầu nó lên được 3 tháp, 3 ngọn nè. Đó, có cái ngọn đằng sau này nó cũng đang lên mấy cái râu râu, chắc nó sắp lên nữa. Mà sợ không biết kín quá không biết nó lên được hay không. Còn đây là những cái trứng rồng. Nó già rồi. Nó sẽ rụng xuống từ từ. Đó. Mình cứ để tự nhiên luôn, mình coi coi nó sẽ rụng theo kiểu nào. Làm sao? Cho mấy em nó ăn một miếng dynamic. Cho có sức. Nhổ mấy cỏ dại này đi. Đây. Rồi bên này thì còn coi như là còn mấy cây nữa ta. Kế hoạch là ngày mai là phải lặt hết toàn bộ mai trong nhà. Thì đây mình còn một cây bự nè, hai cây, ba cây. Cây này cây mai quế nè các bạn. Cái cốt rất là đẹp, cốt rất là bự nhưng mà nó khó chịu, nó không có sung. Nó nằm dưới đất ở nhà mình đây mười mấy năm rồi đó mà nó cứ vậy hoài luôn á. Cây này tốt hơn. Cây này cũng khá là gọi là sung sức, khỏe mạnh. Đó. 1 2 3 4 5. 5 cây. Còn 5 cây nữa. Với anh cây đang lặt nhà đó thì trong ngày hôm nay rồi hết ngày mai là phải lặt hết toàn bộ mai để cho mình canh cái ngày để cho đúng ngày xuân á là nó nở rộ nhất, full nguyên nhà luôn là đẹp nhất. Cây này là cái gì ta? Ta kêu này là gì? Đường gì quên rồi. Hải sơn đường hả ta? Tự nhiên quên mất tiêu rồi, bông tím tím rồi kìa.
lá bạc bạc bông tím tím. Để lát hỏi kỹ lại tên cây này tên gì quên rồi. Thôi đi xuống mình gom vô cái tụ kia mình lặt cho vô các bạn, cùng làm cho vui, còn đây lặt một mình nó buồn ha. Ủa cái cây mà lá bạc bạc bông tím tím tên là gì, hải sơn gì quên tiêu rồi, tiết sơn gì á, tiết sơn hả? À cây tiết sơn các bạn, đúng rồi cây bạc bạc á. Tiết sơn, tiết sơn. Hồi nãy giờ có tụ đó vui. Hồi nãy giờ ở đây mọi người nói là từ lúc mà mình làm YouTube là siêng lắm, việc nào ở nhà cũng dành làm hết trơn á. Làm để quay nội dung các bạn biết không. Ôi lặt hồi nãy lặt là mình sẽ bẻ xuống cái lá chứ mình, đúng không? Chứ mình giật lên nè bạn nè, hồi nãy mình mới giật lên cái rớt cái nụ luôn nè. Giờ mình lặt lá mai á là mình phải kéo xuống vậy đúng không, là nó giữ lại cái nụ này, còn mình mà mình giật lên á là nó bay luôn cái nụ ha. Nè ví dụ như cái này này mà mình giật lên cái nó đi luôn, nhưng mà nó sượng hơn ha, mình cứ lặt xuống là dễ lặt nhất. Nó tết nhất Việt Nam là phải gọi là tất cả các thành viên. Ồ trong này có con gì nè, bọ nè. Tất cả các thành viên trong gia đình là mỗi người tay chân dọn dẹp nhà cửa, lặt lá mai là vui nhất. Vui có khúc này à. Sáng mùng 1 tốn tiền lì xì hết vui rồi. Hồi nhỏ nít thì mê Tết ha. Lớn người lớn Tết nhất hao quá, vừa hao vừa mệt. Lý do Tết mệt là tại vì người Việt Nam mình là có những cái công việc là chỉ Tết mới làm đúng không? Nhà cửa là ngày nào cũng dọn rồi, nhưng mà cũng phải dọn cho sạch thôi. Nấu ăn, nấu uống, lo tiếp khách, lễ nghĩa, đủ thứ hết. Nhưng mà không khí nhất là vui từ giờ cứ đi rồi tới ăn mấy cái này vui. Tới gì á, tối giao thừa vẫn vui. Sáng sáng mùng 1 là bắt đầu chinh chiến, đi qua nhà nội ngoại đâu, ở đâu nhậu nhẹt suốt. Hết ngày mùng 1 là xong rồi. Đó là không có quýnh bài, quýnh bài nhiều khi hết Tết sớm hơn. Nhiều khi 28, 29 bài rồi quýnh bài là thấy hết Tết luôn rồi, thua sạch sẽ, thấy xong luôn rồi. Các bạn thấy lá rất là nhiều luôn nè. Lá quét xong này hốt luôn, cái đống lá này cũng mấy bao á. Tết hả, là ngày 30 Tết tối á, chờ đón giao thừa là thấy quýnh bài rồi. Năm nay anh tính bày vẽ nấu bánh chưng nữa. Cho em xin. Cho em xin. Ủa dưới bà Bảy có nấu gì không? Dạ. Thằng nhiều là làm vui lắm. Ngoài ông cậu chứ có 27 là 23 rồi. Là bánh chè cho nước. Chè nước. Trời ơi làm sáng đi luôn bán. Làm chè cho nước hả? Để bán 23 đô táo đó. À. Nhiều lắm nha, người ta không làm có mối đó, mà lên chợ ta bán. Rồi đó bà Bảy khỏe, bà Bảy rau giò phụ này nọ vui lắm. Làm sáng đi luôn á. Năm nay qua quá lẹ luôn. Thôi để ra nói chuyện với mọi người chút xíu, đứng trong này ăn lát hết clip luôn mấy tiếng luôn. Ok các bạn đem vòng chơi ha. Giờ lặt hết cây mai này chắc giờ ảnh chưa xong quá. Chắc không không kịp xong ngày thứ bảy mấy cây kia chắc không kịp quá. Thấy còn nhiều quá anh Thơm, nãy. Còn mấy cây bên kia nữa anh chị? Bên kia nhanh nè. Ô các bạn, kết thúc một năm vừa qua thì
Không biết là mọi người có một năm vừa qua có thành công không, có cái gì nó lưu luyến không, có cái gì nó luyến tiếc là mình chưa có làm được không? Thì mình một năm vừa qua cũng có nhiều cái chưa có làm được, nhưng mà cũng có làm được nhiều cái, thấy nó cũng vui vui. Nó bước sang một cái bước ngoặt mới của cuộc đời vậy các bạn, của mình vậy đó. Thì năm vừa qua là năm nhiều biến cố ha. Thì đó. Thì năm vừa qua là mình quyết định là mình sẽ làm YouTube lại. Đó. Sau thời gian mình nghỉ bị tụt mút rồi dịch bệnh, thì năm vừa qua là khoảng tháng 4 hết ta. Tầm khoảng tháng 4 á là mình quyết định là mình sẽ làm YouTube lại. Đó, thì khi mà làm YouTube lại thì thời gian đầu thì cũng rất là ok. Nhưng sau đó thì có những cái thông báo là không có được quay YouTube nữa. Xong rồi mình mở sang cái con đường đi review. Thì từ review xong rồi cái năng lượng tích cực á, rồi cái sự hưng phấn, rồi cái này nọ, thì bắt đầu mình chuyển sang cái việc kinh doanh về cái ăn vặt Nam Đô Nê, cũng gặt hái được một số cái vui vui, được bà con ủng hộ. Đó, đó là cái những cái cột mốc của năm 2022. Thì bước qua năm 2023 thì hy vọng là sẽ giữ được cái lửa này, rồi phát triển thêm cái công việc nữa, cũng như là có thể nhiều thời gian hơn đi đó đi đây, kết nối với bạn bè, với những người bạn mới, rồi sẽ truyền thêm nhiều cái lửa động lực nữa cho những người yêu mến mình ha. Thì đó là plan, trước mắt là plan của năm mới, nó là vậy. Vẫn tại vì thật ra năm nay thì mới là cái đà thôi, cái đà để năm sau có thể bứt phá, có thể làm cho nó tốt hơn thôi. Thì hy vọng là năm sau chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với nhau. Ui da, đậm đà quá. Đi qua anh kia mình sẽ khoe cho các bạn thêm một cái lọc nữa bên chuồng chim. Thời tiết đẹp, thời tiết rất là đẹp luôn. Thời tiết này chỉ có chụp hình là không đẹp thôi, thiếu nắng. Chứ còn con người thì rất là sảng khoái, mát mẻ, không khí cảm giác rất là trong lành. Với năm vừa qua mình năm vừa qua có buồn có vui các bạn, có buồn có vui. Để kéo ra chút xíu đi, không có mưa, kéo ra cho nó ánh sáng. Năm vừa qua thì có buồn có vui, có gặp gỡ được những gọi là những chiến hữu, những partner mà rất là chất lượng. Đó, thì cũng nhờ những người anh em như vậy mà cái mọi cái việc mà Nam No Nê hoặc là Nam Ngô Farm triển khai nó mới tốt, nó mới tốt được. Ví dụ như là em Đức mà đang quay phim cho mình nè, hai anh em là năm vừa rồi tự nhiên có duyên gặp nhau, làm việc với nhau rất là gọi là rất là match với nhau ha, rất là ok luôn đó. Làm gì làm mà phải có đồng đội mà hạp gơ là làm nó dễ các bạn. Đi ra đi. Ôi. Đây các bạn, khoe với các bạn cái này nữa. Hôm bữa mình làm cái clip trời ơi, thôi. Nữa. Không, cứ thả ra là quậy. Được rồi, đi chơi đi, đi chơi đi, đi chơi đi. Đi. Hai đứa bay thiệt tình luôn á. Đây các bạn, hôm bữa mình có làm cái clip về cái gọi là một cái bể thủy sinh để ngoài trời ha. Thì mình có ghép cái cây cây này, cây sọp vô. Thì hôm nay có tin vui nè các bạn, coi nè, ra rễ rồi nha, rễ rất là đẹp luôn, như một sợi chỉ hồng luôn đó. Thôi Lucy, đổ một cái ăn đòn bây giờ á. Lucy bê. Các bạn thấy không, cái này nó ra rễ nó bám rồi nè. Mình nói là cái dòng cây này nó rất là thích nước đó, nó rất là thích nước và nó rất là mạnh. Ok con, cái gì vậy bê? Nó rất là thích nước nè. Thì chỉ cho chỉ bữa mình làm nay chắc được 1 tuần chứ ta, cỡ 1 tuần 10 ngày vậy thôi, rễ đầu nó bám.
Cái gì? Cái gì? Chưa tới giờ ăn đó. Thì bây giờ nè, giờ nó bám đi, nó bám hết ở đây. Lúc đó mình còn phải lọc thôi đi. Mình còn phải lọc rễ nữa. Lọc rễ lại để cho chừa những cái rễ nào mà nó mạnh thôi và nó ôm vô đây, chứ mình cũng không có để cho nó bò mà nó rối nùi trong này hết. Đó, nó sẽ ôm bò ra hết ở đây rất là đẹp luôn. Những cái rễ dưới này từ từ nó cũng đã bám vô. Nó cũng ra nè, bên này nó cũng ra rễ đỏ nè, từ từ nó cũng bám vô. Nè, rễ này là cái rễ này là cái rễ nó mới mọc ra. Thôi nha chứ. Hai thằng này thiệt tình luôn á. Yêu. Rồi để đây tiếp. Nè. Dính nước biển không hả? Vui quá ha. Sung quá ha. Chứ năm nay nhiều việc quá thì cái gọi là cái không gian của Nam Ngô Farm nó cũng hơi gọi là bề bộn, nó không có được gọn gàng sắp xếp như hồi đầu năm. Tại cuối năm mình nhiều việc quá, cuối năm mình có mấy cái dự án mới rồi nó nói chung là nó cũng khá là nhiều việc, cũng như là mọi việc nó cũng tương đối nó thuận á. Cho nên là mình cứ bị cuốn theo. Cho nên cái việc mà chăm sóc về cái vườn tược đồ này nọ nó cũng không có được tốt lắm. Không có cắn mấy con vịt nha bê. Bê 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 bê. Cái con bê này nó rất là dễ thương. Con Lucy á. Con Lucy thì bê 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 bê. Thôi. Lên. Nó nặng lắm các bạn. Con Lucy á thì nó ra đây. Đó, vậy không á. Thôi, ui, ui. Con Lucy thì lúc mà nó mới về nhà mới á các bạn, mới về nhà về Nam Ngô Farm này á thì chỉ hiền dịu lắm. Không có quậy phá, không có quậy igu luôn. Nhưng mà nó ở một thời gian á, đầu nó quen nhà và nó đầu nó chán á, thì nó sẽ quậy, nó quậy igu. Đó. Thì sau khi mình đưa con bê này về á, thì nó có bạn nó chơi, nó không quậy igu nữa. Nhưng mà con bê này nó có cái tật xấu là nó ăn hiếp mấy con vịt. Đó, con gà, nó thấy nó dí, nó chạy có cờ luôn. Tánh kỳ. Vô chuồng được chưa? Vô chuồng được chưa? Ủa anh nữa. Để để mình xịt cái này cái, xịt chuồng cho nó. Kế hoạch là làm năm nay tính bậy ra nấu bánh chưng bánh tét nữa các bạn. Rồi canh thức lửa, thức mà không biết có chuẩn bị kịp không đây nè. Canh nhóm củi, nấu bánh rồi. Tính nấu ngoài này luôn nè. Mà không biết có đủ thời gian làm không. Đừng có phá gì nha. Để qua Tết sẽ chỉnh trang lại cái khu vực nuôi tụi Lucy với M3B này. Mình tính là mình quay cái khu này lại. Rồi mình sẽ cho nó không có nhốt nó vô đây nữa. Ở đây mỗi ngày mình thả hai lần ha. Sáng mình ra mình thả cho bé nó ra, nó đi vệ sinh và nó chạy vòng vòng nó chơi. Xong rồi mình nhốt vô. Chiều mình làm thêm lần nữa. Bê vô đây con. Bê.
đi chân sáo nè. Rồi vô đây Lucy. Vô đây. Vô đây tao bơm cho miếng nước uống. Hết nước rồi đúng không? Tết năm nay á, Tết năm nay mà dân Iguana là chắc cũng khó đi chơi à. Tại vì năm nay là dự đoán là nó Igu nó sẽ đẻ đâu đó tầm ngay dịp Tết luôn á các bạn. Cho nên là ai mà làm Igu á là chắc khó đi chơi. Tại phải ở nhà canh để thu hoạch. Thu hoạch trễ chút xíu hoặc là này nọ chút xíu là hư trứng liền, là mất nguyên năm liền. Để yên anh xịt nước cho uống. Năm nay dự kiến là Igu chắc nó sẽ nở rộ vô dịp ngay Tết luôn á. Mọi người các bạn nào làm Igu á, các bạn nào làm Igu nè, rồi có nuôi Igu hoặc là nuôi pet nuôi đồ á, thì thời điểm này là các bạn nên làm cái gì nè. Chuẩn bị tất cả những cái phụ kiện, vật tư để chuẩn bị cho cái việc ấp nó tốt nhất. Tại vì bây giờ rất là cận Tết rồi ha, các bạn đợi đến sát ngày các bạn mới mua. Thứ nhất là nhiều khi người ta hết hàng, cái thứ hai là những đơn vị vận chuyển người ta sẽ nghỉ, người ta không làm việc, thì lúc đó là các bạn không có trở tay kịp luôn ha. Lúc đó mà kiếm mua đất ấp đồ này nọ nhiều khi là không có, không có đất ấp thì ấp nó không tốt đó, thì trứng nó sẽ không có đạt hiệu quả cao đó. Rồi mùa Tết là các bạn phải hình dung là người ta sẽ nghỉ bán rau, hoặc là người ta không có thu hoạch rau, người ta không có chu trồng, thì các bạn nên mua vip về trữ ở nhà cho các bé nó ăn. Nói chung là mấy ngày Tết nó cũng có đồ ăn nó ăn ha. Rồi một số bạn thì làm việc ở một nơi và Tết thì về quê đó, thì các bạn không có điều kiện đem các bé nó về, thì các bạn để nó trên thành phố vài ngày đó, thì vài ngày đó các bạn cũng phải chuẩn bị đồ ăn đó. Thì mình gợi ý cho các bạn là các bạn phải chuẩn bị vip và nước sạch ở nhà, bé nó có thể tự xử ở trong lúc mà các bạn không có thời gian ở nhà vắng mặt luôn đó. Thì cái rau thì chúng ta không có để qua đêm được, tại vì nó sẽ héo theo thời gian đó, một ngày là ở đầu nó héo, ở đầu nó khô. Nhưng mà vip thì các bạn để mấy ngày cũng được hết trơn á, thì chúng ta nên có cái sự chuẩn bị đó, đó, để cho bé nó ở nhà nó tự xử. Thì dù sao nó có đồ ăn nè, nó có chén vip, có chén nước sạch ở nhà, nó tự nó ăn nó uống trong mấy ngày Tết mà chúng ta về quê thì nó vẫn an toàn hơn đó. Rồi một số bạn thì cái đó là mình vừa nói là những bạn mà ở một mình, còn những bạn nào mà có ở chung với người này người kia thì bị một cái tình trạng này mình cũng đã từng có chia sẻ rất là nhiều, và mình cũng bản thân mình cũng bị luôn, và mình cũng đã có chia sẻ rồi. Đó là ví dụ như các bạn ở trong nhà có nhiều người ở chung, nhưng mà chỉ có mình các bạn nuôi Igu, mê Igu, bạn hiểu Igu thôi đó. Thì trong lúc các bạn đi vắng á, thì các bạn ở nhà các bạn nhờ người nhà mua rau rửa cho ăn các kiểu đồ này nọ thứ đó. Thì thứ nhất á, là đồ mình nuôi thì mình quý, cũng không trách người ta được, tại vì người ta đâu có hiểu cái cuộc chơi của mình, giờ chơi với mình đó. Thì nhiều khi là người ta quên cho ăn nè, nếu mình nhờ người khác á mua rau đồ nhiều khi người ta quên cho ăn, hoặc nếu người ta nhớ người ta mua cho ăn á thì đôi khi người ta rửa rau nó không sạch, bé nó ăn bị trúng độc, trúng thuốc đó. Hoặc là mình nhờ người ta mở cửa ra người ta cho ăn á, thì nhiều khả năng là người ta sẽ để cho bé nó bị sỏng, tại vì cái người ta không chơi người ta sẽ sợ coi Igu các bạn. Khi người ta mở cửa, ta mở ra người ta né nè, Igu nó phóng ra ngoài luôn, người ta cũng đâu dám dí bắt, sỏng. Hoặc là lúc mà người ta đóng cửa, người ta cũng không có kinh nghiệm coi, tại cái đuôi của Igu nó rất là dài, thấy không, mà nó quặt tới quặt lui nè, người ta mở cửa xong người ta đóng lại, người ta không có kinh nghiệm để ý những cái tai nạn đó thì dễ bị đứt đuôi lắm đó. Thì mình bị hết mấy cái vụ này rồi, tại vì mình cũng không trách người ta được, tại người ta đâu có hiểu về cái này đâu, mình chỉ nhờ thôi, người ta làm thì tới đó cũng hết mức, hết khả năng của người ta rồi, thì dễ bị xảy ra những cái tai nạn đó lắm, bị trốn thoát, bị đứt đuôi,
bị trúng thuốc đó, những cái đó. Cho nên là mình nói là anh em nào mà có nhờ giả người thân bạn bè đồ chăm sóc á thì anh em nên lấy VIP về để cho các bé nó ăn, thì các em các bạn sẽ nhờ cái người mình nhờ nó đơn giản hơn. Có nghĩa là ok giờ mỗi ngày anh đổ miếng vô cái chén này giùm mình là ok, rất là đơn giản. Còn lần này bạn nhờ người khác, bạn nói ok mỗi ngày bạn ra bạn mua giùm mình một bó rau về, bạn rửa sạch đồ này nọ các thứ, rồi bạn lấy rau cũ ra bạn bỏ rau mới vô, rồi nó tùm lum tà la hết trơn là tai nạn sẽ xảy ra ha. Thì đó là lời khuyên của mình. Còn có khoảng mười mấy ngày nữa Tết rồi thì mọi người nên có sự chuẩn bị. Anh em nào mà có ý định trải nghiệm sinh sản thì bây giờ đi mua thùng ấp đi, đi mua đất ấp đi, rồi nhiệt kế rồi độ ẩm kế rồi tất cả mua chuẩn bị sẵn đi, tại vì cửa hàng có khi nó sẽ hết hàng, cộng với công ty vận chuyển nó sẽ ngưng nhận đơn ha. Rồi ai mà có những cái việc riêng phải đi phải này phải nọ thì phải chuẩn bị đồ ăn cho các bé đó, tại Tết nhất người ta không có bán đâu, thậm chí là sau Tết người ta cũng sẽ nghỉ vẫn còn nghỉ xuân á, người ta sẽ không có hoạt động lại thì chúng ta thiếu đồ ăn cho các bé. Ok các bạn, để kết thúc cái video clip này á, mình có một cái chia sẻ này với các bạn. Đây là những cây tùng La Hán. Ê, tùng kim cương. Đây là những cái cây tùng kim cương được mình cắt và mình ghim trong cái thời kỳ mà đại dịch đang gọi là rất là căng thẳng ở Việt Nam luôn. Thì thời điểm đó là tất cả lockdown hết, không ai được ra đường hết. Không ai biết làm gì, rất là buồn chán, nhưng mà mình thì cũng may mắn là mình được sống ở trong cái không gian nó tương đối rộng rãi, có nắng, có này đó. Thì lúc đó mình cũng buồn chán lắm các bạn, không biết làm gì hết, không có gì để làm, không có mua bán cái gì, cũng không có sinh hoạt gọi là cộng đồng hay cái gì cả, tất cả đều ở nhà hết. Đó, thì mình mới thay vì mình nằm một chỗ, mình gọi là mình thụ động quá, thì mình quyết định là mình đi xuống mình cắt những cái mầm, những cái chồi cây tùng kim cương này để mình ghim xuống đất. Đó, thì vừa là giết thời gian mà vừa là cũng là cái gì đó hy vọng. Thì tới ngày hôm nay là những cái cây này nó đã ra rễ hết rồi, nó ra rễ, nó ra lá non. Đó, nó ra rễ và nó ra những cái lá non này rồi. Đó, thì mình sẽ nuôi tiếp nó để sau này mình thể làm những cây bonsai mini rồi mình chơi. Đó, thì mình muốn nói cái ý này để mình nói với các bạn là chúng ta nên sử dụng thời gian cho nó có ích, có giá trị. À, mặc dù nó cũng nhỏ thôi, nó cũng chẳng là cái gì cả, nhưng mà cái cách chúng ta sử dụng thời gian nó sẽ tạo nên giá trị hay không có giá trị gì cả thì cái đó là cái chúng ta nên lựa chọn ha. Thì mình chỉ có kết thúc cái video clip này, chỉ chia sẻ các bạn chút xíu. Qua năm mới thì chúc mọi người sẽ có những cái quyết định nó đúng đắn và sử dụng cái quỹ thời gian của mình cho hợp lý để tạo ra được nhiều giá trị nhất. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe ha. Bye bye.